Thời điểm này, nhiều thương lái ở các nơi đã đến làng hoa Sa Đéc thu mua cúc mâm xôi cung ứng cho thị trường Tết. Theo nhiều bà con nông dân làng hoa, năm nay, thương lái đến mua trễ hơn so với mọi năm do sợ ảnh hưởng dịch bệnh. Nhưng nhìn chung, đến thời điểm này, phần lớn các ruộng hoa đã chốt đơn với khách hàng, giá bán cũng tương đương so với năm ngoái. Những chậu cúc mâm xôi vàng ươm bắt đầu xuất vàng, mang theo niềm vui cho người trồng hoa sau 6 tháng trồng và chăm bón. Vườn cúc mâm xôi gần 3.500 chậu này của ông Nguyễn Phúc Vĩnh đã có hơn 3.000 chậu đã được bán cho thương lái. Ông Vĩnh cho biết, năm nay giá vật tư tăng, nhưng do chất lượng hoa không bằng năm ngoái và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên ông quyết định bán giá bằng năm rồi với mức dao động từ 150.000 đến 170.000 đồng một cặp. Mặc dù giá bán này lợi nhuận không cao nhưng cũng mang lại niềm vui cho ông cũng như nhiều bà con trồng hoa khác. Bởi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thì việc tiêu thụ sớm hoa kiểng cũng giúp người trồng nhẹ đi gánh lo. Chú cho hỏi thăm ha. Thời điểm này thì nhiều nhà vườn mình cái cúc mâm xôi thì cũng đã chuẩn bị xuất vàng hết rồi. Thì năm nay thì bà con mình trồng hoa thì cũng chung là trong cái tâm trạng là lo lắng hồi hộp. Vậy thì riêng vườn của chú thì chú thời điểm này thì chú đã đa số đã bán hết rồi, chú tâm trạng chú như thế nào? Không thì nói chung là mừng lắm. Qua 6 tháng cực khổ bây giờ bán được mừng lắm. Ít hay nhiều gì cũng mừng hết. Cái giá bán năm nay so với mọi năm sao hết chú? Cỡ bằng mỗi năm mà không có lên. Như vậy. Nếu mà cái giá anh bán bằng mỗi năm thì chú thấy nó có không lời có lời, không có lời bằng. Lý do sao chứ? Có lời nhưng mà không bằng. Vì chi phí nó cao quá. Năm nay chi phí nào nó cao hơn hả chú? Tất cả là giống như là phân bón, thuốc sâu là cái hàng đó là bị nó cái bằng nó cao, nó vượt mà vượt mua không nổi rồi. Trên sâu lên cả 100.000. Nhiều khi không có tiền mua. Rồi tới mà phân bón gốc rồi này kia đâu có ai đi bán đâu mua. Rồi cái có nhiều mua quá mà chi phí năm nay nó cao. Cái chi phí cao rồi sao nông dân mình không có nâng cái giá hoa lên để mình bán hả chú? Thì đó cũng sợ tình hình này biết nó làm sao. Biết giờ nào, ngày nào thì ra thôi giờ đồ được. Thấy có ăn được thì thôi bán. Một là có ăn, hai là lấy lại cái vốn cho nó chắc ăn. Chứ nếu là hợp mà kèm giá cho cao rồi cuối cùng có chuyện gì rồi sao? Đã không được à? Vậy bán hết thời điểm này so với Tết mỗi năm thì chú bán rồi sớm hơn hay là muộn hơn? Muộn hơn, mỗi năm là giờ này bán hết rồi. Bán cho lái Hà Nội. Năm nay lái Hà Nội nhiều hả chú? Lái Hà Nội này không có luôn. Không thấy vô. Không thấy ai. Mà lái những lái dừa ở đây mà mua để giao hàng Hà Nội không thấy, cũng có mà ít lắm. Vậy năm nay mình bán chủ yếu bán lái lại tại vườn ha. Ừ, nói chung là bán cái dạng bán lẻ, không có bán bao nguyên đó. Như là số lượng người mua vài trăm vậy đó. Mới hết được 3.000 mấy. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên năm nay, diện tích trồng hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc cũng giảm khoảng 50.000 giỏ hoa với năm ngoái, chỉ cung ứng cho thị trường khoảng 100.000 giỏ, do được trồng với thời gian lên đến 6 tháng. Thời điểm xuống giống lại rơi đúng vào lúc địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nên việc mua sắm vật tư, phân bón của bà con gặp nhiều khó khăn, cũng vì lẽ đó mà chất lượng hoa cũng phần nào giảm sút. Tuy vậy, theo đánh giá của nhiều thương lái, chất lượng hoa cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc năm nay vẫn đạt yêu cầu, người mua vẫn chấp nhận. Đặc biệt là người nông dân làng hoa Sa Đéc luôn nhiệt tình, chất phát nên cũng tạo thiện cảm với nhiều thương lái ở phương xa. Em xuống mua hoa ở Sa Đéc là mua năm thứ mấy rồi? Năm đầu tiên, tại vì thấy nông dân ở đây cũng thiệt tình, nói làm ăn thì quan trọng cái uy tín và thiệt tình. Tôi cũng thấy anh Vĩnh đây cũng gọi là thiệt tình, nói thẳng, nói thật.
làm đại, bước ra làm ăn đại mà tin tưởng nó vô người nông dân chất phát của mình đó. À, lần đầu tiên anh xuống Sa Đéc anh mua hoa thì anh thấy hoa Sa Đéc nó có chất lượng như thế nào? Thấy hoa Sa Đéc thì mỗi năm thì không biết sao, năm nay thì chất lượng nó cũng là 8-10 thôi chứ không có đạt lắm, hoa nó cũng không đều, chắc là do khí hậu thời tiết gì đó hay là dịch bệnh sao đó. Rồi người nông dân của mình thì anh thấy sao, mua bán sao? Nông dân thì có một số những cánh đồng bên kia thì cũng có gạt tôi chút đỉnh, nhưng mà tôi không có đồng ý nên không có quyết định là tiến hành làm ăn đó. Hôm nay thấy anh Vĩnh này thiệt thà, nói chuyện cũng đâu trôi chảy đâu ra đó, nên quyết định đầu tư vô đây, đầu tư vô vùng hoa của anh Vĩnh. Hồi nay anh xuống đây thì anh mua được khoảng bao nhiêu vỏ để mang về bán anh? Chắc anh Vĩnh có nhiều tôi mua hết, để nếu mà không được tôi về chở anh tôi quay xuống mua tiếp. Nhưng mà dự kiến của anh là mua khoảng bao nhiêu ngàn vỏ? Thì dự kiến, nếu mà dự kiến hôm nay á, tôi mua vài trăm vỏ về thử thôi, chứ có thể là nếu mà được, nếu mà như những gì anh Vĩnh nói và hứa tôi á, thì giờ chảnh tôi sẽ bán ra chỉ lợi ích thôi và sẽ quay xuống đây 1-2 ngày tới, có thể là 2 ngày hoặc 3 ngày là sẽ có mặt ở đây tiếp tại vườn anh Vĩnh. Anh mua hoa này về anh bán lại ở Sài Gòn, ở tỉnh khác anh? Đúng rồi, ở Sài Gòn. Thời điểm này thì anh thấy cái thị trường hoa kiển đó đã có cái sự khởi động như thế nào ạ? Nó cũng có sự khởi động nhẹ đó, mà không biết người ta lấy đâu, chắc là nghĩ lấy ở bên Bến Tre hay sao. Tôi cũng thấy hoa thì giá thì cũng gọi là khá cao, nhưng mà chất lượng thì không bằng ở đây nè. Chất lượng thì tuy chắc chắn là người ta chỉ được khoảng 80% ở đây hay là 90% cao hơn đó. Cái... tuy nó không đẹp nhưng mà nó vẫn chất lượng sẽ vẫn cao hơn bên những chỗ mà tôi biết được bên Sài Gòn. Toàn thành phố Sa Đéc hiện có gần 700 hecta hoa kiển với hơn 2.300 hộ chuyên sản xuất và kinh doanh hoa kiển. Trong đó, diện tích hoa Tết năm nay chỉ khoảng 60 hecta với đa dạng các loại hoa khác nhau. Thời điểm này, các vườn hoa cũng đã bắt đầu khoe sắc. Đây cũng là thời điểm làng hoa Sa Đéc nhộn nhịp nhất trong năm. Những chậu hoa cúc mâm xôi xuất vàng sẽ là khởi đầu cho những chuyến xe chở hoa kiển Sa Đéc đi khắp nơi tiêu thụ, hứa hẹn một mùa hoa đẹp với nhiều bà con nông dân làng hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.